Các bạn nhỏ chắc sẽ có lúc chán ngấy việc đón ngày cuối tuần bằng cách ngồi nì hàng giờ xem TV, chơi game. Vì sao không thử một lần cùng với các bạn và gia đình mình tham gia những hoạt động picnic bên thảm cỏ xanh và gió trời nhỉ? Thật là tuyệt vời! Trong chương trình Tớ vào bếp hôm nay, chúng ta sẽ được đồng hành cùng với ba người bạn có một chuyến picnic bên gia đình của mình nhé! Chiếc lều đã được ba bạn ấy dựng lên trong khoảng thời gian cũng khá là lâu đấy! Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với các bạn ấy nào! Và các món ăn mà các bạn ấy thể hiện trong chương trình hôm nay với thực đơn như sau: cá nướng, tôm nướng, mực xào giá và tôm hấp sả rượu vang. Thử thách đầu tiên mà các bạn phải thực hiện là đi chợ mua nguyên liệu. Vì thế chương trình đã tặng cho các bạn ấy một số vốn nho nhỏ đấy. Những nguyên liệu cần phải mua đó là tôm, cá, mực, củ sả, giá, ớt cay. Còn các loại gia vị thì đã có sẵn tại nhà rồi. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy đi chợ hải sản Cửa Lò cùng với các bạn ấy nhé. Qua đây đây. Đó chậu một lô cá. Đó là cá gì à? Đây là cà phê tích của biển Cửa Lò xin luôn. Như vậy cá là thực phẩm mà các bạn ấy chọn mua ngay khi vào chợ. Nhưng có vẻ như các bạn ấy đã không tự mình chọn những con cá mà nhờ cả vào cô bán hàng rồi. Dạ, nghìn một cân. Để bạn ạ. Chúng ta còn đang chảo mấy nghìn nữa. Tôm là thực phẩm tiếp theo mà các bạn ấy mua. Tôm một kia kìa. Ừ. Hai bạn kia một lô tôm ạ. Lô tôm ạ, 5 nghìn cân. Tôm là tôm nhau rồi đánh đây. Thành Linh nhỏ mà khỏe ghê, cứ muốn xách đồ cơ. Xả đúng không nhỉ? Ba là giao xả. Tương này xả. Mấy đừng gửi gì lên TV nha. Cháu cháu nhỏ, hãy còn cái to là được ạ. Tránh ngờ mấy quả nhanh. Một quả to ấy thôi ạ. Hai quả đi vì một quả nó sẽ không đủ đâu. Hai quả đúng, 7 đi. Dạ. Wow, các bạn đã mua được rất nhiều nguyên liệu rồi đấy. Cho anh Minh với. Vậy đủ nguyên liệu chứ? Tôi nghĩ là đủ rồi đấy. Lên nào. Đi thôi. Tại sao còn có chậm vậy? Tại cầu chậm dây dây của tớ mới nói. Mình xin lỗi. Thánh Linh đi kiểu gì mà để dây dày tuột ra thế kia? Không sao, đã có pin nổ buộc lại giúp bạn ấy. Tớ nghĩ mực nó phải có giá về là rau để sao? Rồi chúng ta đi. Đi rồi. Đi rồi. Mình nghĩ là rau thơm. Ba cho một năm giá. Với là hạ một với một năm hai ngựa. Giá hai. Dạ. Chậm thôi các bạn ơi, chạy vậy dễ ngã lắm đấy. Hôm nay chúng tớ đã làm một buổi picnic cùng gia đình. Thoạt đầu thì chúng tớ đi chờ nên là điều khó khăn thứ nhất là khi mà để lựa những thực phẩm hải sản cho bữa picnic thì chúng tớ phải làm rất là nhiều. Ví dụ như là
đi cho những cái con cá để bỏ vào báo thì thoạt đầu tớ thấy rất là ghê. Vì chúng ta đã quên mua rau khi mà đi chợ và khi mà để gian hàng rau thì mình chỉ nhớ đến là có sả và ớt. Và tớ đã quên mất là cần một trong một bữa ăn picnic thì cần cả món rau. Như vậy là các nguyên liệu đã sẵn sàng và các bạn ấy đến với các thử thách tiếp theo trong phần chế biến. Đây là một công đoạn vô cùng quan trọng, đó là rửa sạch tất cả các nguyên liệu trước khi chế biến. Là việc không được phép làm vội vàng đâu nhé. Pin nổ, pin nhỏ và cánh linh đã phân công nhiệm vụ rõ ràng trước khi bắt tay vào công việc. Pin nhỏ rửa rau, hành linh rửa mực mà lại tranh rửa mực, còn pin nổ rửa tôm. Trời ơi, chúng ta có cần nhổ cái này ra không nhỉ? Mình nghĩ không. Mình nghĩ đó là túi mật của mực. Túi mật thì có thể ăn chắc. À, đừng giật ra, túi mật rất là đắng đấy. Chúng ta nên bứt cái túi này ra. Ê, cậu mà bứt một phát, nếu nước này mà chảy vào là nó sẽ đắng lắm đấy. Thế thì cậu nên làm bằng cái chậu khác. Có vẻ làm việc cùng nhau rất là ăn ý nhở. Xong, cậu xong chưa? Đợi cậu xong rồi. Thôi, chúng ta đi thôi. Như vậy câu chuẩn bị đã hoàn thành. Chặng đường đã đi được một nửa rồi các bạn ơi. Khi làm mực thì mình thấy hơi ghê bởi vì bạn Đức, bạn đã làm bể cái túi mực của mực rồi nó không ra tay hết nên mình thấy hơi ghê. Không phải, vì là khi đó thì mình đã làm túi mật nhưng trong túi mật lại có mực. Mà như vậy thì mỡ trên phải chảy ra thôi. Còn ăn như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe. Con tớ thì là gì? Lúc đó là tớ bóp cái phần bụng dưới của con mực để xem con mực có chắc và có sôi trong hay không. Thì bỗng nhiên có một màu nước đen phụt một phát vào tôm của cậu. Nhưng mình đã rửa sạch tôm trước đó đấy. Thánh linh, pin nhỏ và pin nổ đã sẵn sàng vào bếp. Các bạn đang nhanh tay nhanh chân giúp nhau đưa lò than, nồi, bếp ga và những thứ cần thiết ra khu vực nơi mình đã căng lều đấy. Cậu hoa nạc quạt để cho tớ bỏ được không? Tớ nghĩ là để bỏ vào cái đáp, cậu bỏ vào đi. Còn cái thánh này để dắt vào đấy mà. Dắt vào cái ổ đầu tiên đấy. Tôi thấy lửa hơi nhỏ, có thể quạt thêm không? Cả con đã làm xong chưa? Mình làm gần xong rồi, chúng mình làm được gần vài con rồi. Tớ với cái con cá này lại vào tống thảm. Đi con sự ra đi hồ tớ. Cái nước quá mỏng quá, không thể nào giật được. Nóng quá. Không thể nghĩ được nghĩ thì nó ném bỏ con cái. Con đến quạt đi. Ồ, quạt lò kiểu vậy có đúng không Khánh Linh? Lửa bé thôi, không cháy đâu các bạn nhá. Con nếm một cái như con này vẫn chín luôn ơi. Cái như con này chín rồi. Còn sao ở đây mà thơm thế?
mực. Đây là món mực sao giả của mình. Con này cũng chín rồi. Chứ phân xử cho chín đi nữa cậu. Không, tớ nghĩ chín hết rồi, còn như thử như mau cái. Không, rồi cậu lật đi. Con này chín rồi. Nóng quạt, tớ nghĩ là con phải quạt. Con này chín rồi. Không đâu, quạt thì nó sẽ nhanh nóng hết rồi. Nào, con phải thử giá nào. Còn như này nó sẽ mặt hơn trắng. Nó sẽ bắn vào thức ăn mất. Ôi, cô mình lên trần đây nha. Tớ mua cầu trống ngon nhỉ. Cả cầu đã làm sóng chưa? Mình làm sắp sóng rồi này. Còn một con nữa. Con mình thì còn rất nhiều con nữa, nhưng mà mình không thể để vào viên nổ. Hay là viên nổ làm xong món tôm nướng, liền chuyển qua món tôm hấp xả với sợi vàng. Thôi. Vì pin nổ sợ dao nên pin nhỏ đã giúp bạn đập dập sả. Cậu bỏ tối ngồi mình với. Được. Nhưng mà được chơi xối, đơn được xối cả đã. Thì đến nay nó không bốc vô khó lên rồi. Tớ nghĩ là nửa đã xối. Có gì đó sai sai đây rồi. Cho tôm vào nồi cùng với sả, nước và rượu vang. Được các bạn ấy gọi là món tôm hấp sả rượu vang cơ đấy. Trong lúc chờ đợi món tôm hấp, Khánh Linh bắt tay vào làm gia vị chấm, có vẻ cũng rất là thành thạo. Cuối cùng thì món tôm hấp đã được bày ra đĩa, nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ. Mình thấy thì công đoạn khó khăn nhất đó chính là chế biến. Khi mà chế biến thì nó cần đòi hỏi những thứ là có kỹ năng con chúng mình hạt đâu đấy chỉ mới là chúng mình làm, cho nên là cũng khó khăn. Kiểu là bạn này thì bạn đã bỏ quá nhiều mì chính. Hôm nay mình thấy rất hồi hộp vì picnic bọn nay bọn mình được tự nấu vì không cần phải nhờ bố mẹ nấu. Còn mình thì thấy khó khăn, và khó khăn hơn nữa của mình là khi mà dùng cái vỉ nướng để nướng, là vì khi đó là khói bay mù mịt mà những cái con cá và con tôm vẫn chưa để chín để có thể gắp ra. Thì khi mà nấu ăn thì hai bạn đã giúp mình rán một cá. Dù một cá hơi nhìn thoạt đầu là hơi còn bị sống, nhưng mà sau đó thì tớ đã làm lại và đã ra được một thành quả tốt đẹp. Khi mình làm mực thì mình bỏ hơi ít giá, bởi vì lúc mà mình bỏ vào thì giá nó cứng lành nên nhìn rất là nhiều nên mình bỏ hơi ít. Nhưng mà khi sao lên thì mình thấy giá lại ít lại, nên lần sau mình sẽ cố rút kinh nghiệm hơn. Đầu tiên khi mà cậu bỏ giá vào thì lúc đó là giá đang còn không khí ở bên trong và các cái dưỡng chất đang còn ở bên trong, nên khi đó thì giá nó phông lên. Còn đến khi cậu bỏ xong rồi thì giá sẽ bị xẹp đi, là vì lúc đó thì sức nóng của chảo đã ạt không khí ra ngoài và chất dinh dưỡng của giá đã được đưa ra để làm món mực trông ngon hơn. Như vậy vượt qua bao nhiêu thử thách mà lần đầu tiên được trải nghiệm, và đây chính là thành quả của các bạn, trông rất là đẹp. Các bạn nhỏ có một bữa ăn ngoài trời thật là vui vẻ bên những người thân thương của mình. Lại thêm một trải nghiệm đáng nhớ nữa với các đầu bếp nhí hôm nay. Và lời khuyên dành cho các gia đình là chúng ta hãy đưa các nhóc tì tham gia picnic ngoài trời,
Các hoạt động đó sẽ giúp phát triển các giác quan và năng động hơn. Đồng thời, gia đình bạn sẽ có thêm nhiều kỷ niệm thú vị khi ở bên nhau đấy. Hy vọng chúng tôi sẽ được tham gia chương trình vào lần tiếp theo. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt.